Xe đạp thể thao VIP chúng con xin chào bạn. Trong video này, giúp tiến hành kiểm tra trên xe đạp Hybrid Line HBR88MAX để gửi cho anh Vinh ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Vâng, anh Vinh là bạn của anh Phương. Cách đây 2 năm, anh đã mua tại shop một chiếc xe đạp Hybrid HBR88MAX màu đen ghi. Thấy bạn đi xe đẹp, chắc chắn và ok, nên khi cần mua xe, anh xin số và liên hệ với shop anh trao đổi. Bạn tôi đã mua xe ở đây, thấy rất ưng nên giới thiệu. Cô gửi chi tiết xe Line HBR88MAX để tôi chọn nhé. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp thể thao, mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản và nhanh chóng đến vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm hiểu thông tin, cần mua xe đạp thể thao, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại 0983315936. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và 10 phút sau khi trao đổi, anh Vinh đã liên lạc lại và chốt luôn. Tôi lấy xe đạp Hybrid Line HBR88MAX màu đen đỏ. Khách quen có ưu đãi gì không? Vâng, shop luôn có những chương trình ưu đãi đặc biệt về giá cho khách hàng đến với shop từ lần thứ 2 trở lên. Vâng, cảm ơn anh Phương, anh Vinh đã và cũng như rất rất nhiều khách hàng khác trên toàn quốc đã đến với shop để chọn cho mình được chiếc xe đạp phù hợp như ý và tiếp tục mua những chiếc xe đạp tiếp theo với nhu cầu. Và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra và review sơ bộ cấu hình của chiếc xe đạp Line Hybrid HBR88MAX này. Và với Line HBR88MAX thì shop đã chụp ảnh đăng giá trên web xe đạp thể thao VIP.com. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web hoặc đặt hàng qua số điện thoại 0983315936. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được HBR88MAX. Vâng, HBR88MAX màu đen đỏ, có cấu hình full nhôm gồm khung nhôm, tay lái nhôm, phô tăng nhôm, vành nhôm, Meyer nhôm, đùi đĩa nhôm và sử dụng chiếc phuộc hợp kim nhôm đúc và nhá, phuộc đúc có giảm xóc và rất hay, có giảm xóc. Xe sử dụng bộ truyền động Shimano 3x8 tốc độ, tức là có 24 tốc độ. Sử dụng bộ đùi đĩa của hãng Gowil bằng nhôm, sử dụng bi bạc đạn, ba đĩa và nít 8 tấc cùng với gạt nít Shimano Touring. Cơ bánh là 700, lốp là Kenda 700x35. Và toàn bộ full nhôm, 3 ga cũng bằng nhôm, chắn bùn nhựa cao cấp. Và xe này sử dụng thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, đi học, đi chơi hay là cho mọi mục đích đều được. Xe dễ dàng điều khiển, rất bền. Và nhà hàng này sản xuất xe chất lượng. Và chất lượng bi bạc đạn thì chạy rất trơn và trời, rất trơn và trời, sử dụng bi bạc đạn. Vâng, với hãng xe đạp Line thì shop đang có đầy đủ các model như bên cạnh đây, đó là Hybrid HBR66, hay còn bản nữa là xe đạp Line HBR99MAX sử dụng phanh dầu và bộ truyền động cao cấp hơn. Shop cũng đang có hàng hai dòng City Bike, thì dòng xe nữ thì có City Bike Beauty dành cho phái đẹp, phái mạnh thì dùng Line Louis hay R9 chắc. Vâng, rất đa dạng. Hay bên cạnh đây đó là xe đạp đua thể thao bằng Cheater, shop đang có ngập kho. Vâng, với giá rẻ không hối thoát, rất đa dạng hàng ngày thì shop đang giao rất nhiều xe cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Và với Sava thương hiệu của Đức thì shop đã nhập về ngập kho có những siêu phẩm như Wolverine 8 X3 Plus màu đổi mở. Vâng, rất đa dạng, chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đến với shop, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.